Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 3 và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa 3 nha anh em. Wow, hình như là có vẻ như ông này lại có trùng ý tưởng với mình rồi. Ông này cũng có xây ra vô cực, còn mình thì đã có được 3 kiếm khách, xây ra 2. Cái cung xanh là cái quan trọng hơn nha anh em. Nếu như mà anh em gặp một cái thằng Poppy châu chó ấy, là cái cung xanh này là cái biện pháp để có thể trừng trị mấy cái thằng Poppy đấy anh em ạ. Ok, và dạo gần đây là rất là nhiều anh em chơi những cái đội hình high bronze. Anh em có thể chơi đội hình Poppy Candyland nè, hoặc là cái đội hình xây ra giống mình này. Và hiện tại thì mình đang xây dựng thử cái đội hình xây ra xem nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình có cả con Leona 2 sao nhưng mà không cho vào được. Lên cấp thì cho vào được nhưng mà mình không thích. Mình thích tích tiền và chu nữa mình high pro đấy anh em. Chơi cái chiến thuật này thì anh em đừng úp cấp cho mình, đừng vội vàng úp cấp, cứ thật bình tĩnh như tôi. Ai chà chà, ông này là cũng có cùng ý tưởng luôn à. Càng nhiều người chơi càng vui nha. Như thế thì chúng ta sẽ phân chia thắng bại tại chung kết vậy. Uầy, xong chặn cho nó phát nhờ. Cáu thế, chặn là có thể ăn được rồi. Càng đấy càng đấy. Và chơi cái đội hình xây ra này thì cái con cốt lõi nhất là con xây ra rồi. Anh em chỉ cần nó lên 3 sao là những cái con nhân vật phụ cũng không cần thiết cho lắm. Javan này, ok, Javan thì không thể thiếu mà trong cái bộ tộc xây ra này rồi. Con Javan là một trong những cái vị tướng có cái khả năng là tăng tốc độ đánh. Nên rất là ít con tăng tốc độ đánh đúng không anh em? À, kiểu như là cái con Javan là một con này, con Kama đúng không? Ừ, con Kama cũng tăng tốc đánh. Ủa, để tưởng hôm nay chơi Blitz kéo ngay nhân vật chính xây ra của mình là toang luôn đấy. Ngoài thủ hai con Blitz ở ngoài rồi cả. Ok, Manfire à. Này thì Manfire này. Xong rồi, ăn một cái đại bằng tiễn rồi. Lại thua luôn. Poppy này trâu quá. Ủa, xây ra của mình không phi lông như truyền thuyết được à. Chút nữa thì anh em sẽ xem sức mạnh thật sự của xây ra. Wow, có thìa vàng kìa, duy nhất chỉ một cái thìa vàng mà thôi. Mấy anh em nào có lấy cái thìa vàng này hay không? Wow, nếu mà mình được lựa chọn thì wow, chết rồi, mất thìa vàng rồi ông giáo ạ. Vậy thì mình sẽ lấy cái gậy qua cổ vậy. Mình đã gọi là ra chờ sẵn rồi anh em, không lấy được cáu. Nhưng mà không sao, có gậy qua cổ cũng là ok. Và mình hiện tại là đang chơi tại cái vũ trụ đảo kho báu, cho nên chắc chắn là sẽ rất là nhiều đồ. Này đi luôn đi, có kết ly này, ok. Mình thích chơi con Javan hơn. Nếu mà cho kết lên vào là chúng ta có được hai thời không đúng không? Ừ, hai thời không cũng ngon. Nhưng mà con Javan này anh em, nó được ở cái là mình sẽ lắp cho nó cái gậy khó khổ luôn. Ở sao mình hồi nãy mình không cho con xin thông vào nhở? Xin thông vừa có vũ trụ nữa, đúng là suy nghĩ chưa thấu đáo mà đã bán người anh em xin ra đi rồi. Đây là lỗi của mình, vừa có vũ trụ lại ngon luôn rồi. Ai ai à, kinh quá ấy. Chẳng qua lại hồi nãy là mình nhắc đến nhiều, hơi nhiều đến người anh em Java cho nên phải chơi nó luôn cho nó nóng. Đây, hai thằng Java luôn này, ngon cơ mẹ đấu luôn. Chút nữa mình sẽ hai drone pick thật nhiều Java và xây ra. Fiora có cũng được, Sen có cũng ok, Rakan có hay không cũng được.
mấy thằng đấy chỉ là nhân vật phụ thôi anh em, có úp được mà không có thì cũng được luôn. Nào đây, how to play now, rồi xong rồi, ông lại ông xây ra luôn à, trời ơi, ông phải xây ra hai rồi, kiếp quá, con này mạnh hơn mình nhiều, đã lên cấp độ 5 rồi, cứ sống vội đi, nữa thì mình sẽ cho anh em thấy sức mạnh thật sự. Đây là mình đang thử lòng các anh em thôi. Mình đánh theo thử chuỗi thua ở chút đỉnh. 4 trận thua liên tục mà anh em. Đi ăn cái bãi người đá này mà có được 4 trận thua thì quá là ngon. Tích tiền thôi rồi. Rồi, thì xem là những con quái này sẽ rớt ra chúng ta những cái trang bị gì nào. Và anh em nào đang xem thì hãy nhớ là đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều nữa nha. Những cái nút like và nút đăng ký kênh là những nguồn động lực lớn nhất cho mình để mình có thể sản xuất những cái video mỗi ngày cho anh em xem. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào mà có thắc mắc gì, có bất kỳ một ý tưởng gì thì hãy nhớ là đừng quên bình luận phía dưới giúp mình. Mình sẽ là người thực hiện cái đội hình đấy cho anh em xem. Đây là ui, hai cái gậy quá cổ luôn ạ. Anh em bị watching nhá. Xem này. Cái này mình chỉ làm một lần thôi. Một trận là một lần thôi nha. Anh em cố gắng xem cho rõ. Lâu thế mẹ ông nào ăn quá cũng lâu đấy. Ok, let's go. Pick như tất cả những cái vị tướng liên quan. Rồi. Fira, Saiza. Ok, Sen này. Saiza này. Fira, Sen, Saiza. Bán Rui. Đâu rồi? Fira 3. Tình hình có vẻ đây rồi. Vậy là mình cũng lên được con Saiza 3 rồi anh em. Một cái nữa xem nào. Lắp mũ phù thủy cho Java luôn nhé anh em. Java càng mũ phù thủy càng tốt. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà chẳng qua là trong những cái video lần trước ấy, mình có nói với anh em là nếu mà cái video trước là được 3.000 like thì mình sẽ làm cho anh em xem đó chính là Java 3 mũ phù thủy. Để xem là trận này mình sẽ cố gắng hết sức để lấy thật là nhiều cái gậy khóa cổ và cho anh em xem sức mạnh thật sự của Java khi mà có được 3 cái mũ phù thủy xem nó sẽ như thế nào. Cũng đây là cũng có khá là nhiều anh em yêu cầu mình làm nữa, cho nên là anh em nào mà đang xem thì cố gắng ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình. Và Facebook của mình thì mình sẽ để link ở bên dưới nhá. Anh em nào muốn kết bạn thì cứ gửi lời mời. Oh, hai Bron phát là win liền. Thằng này cũng chơi à? Ôi trời ơi, anh em chơi đông đấy. Ông này có vẻ hai Bron không ra hay sao ấy? Hay là Bron hơi muộn? Bron thôi. Ui, cái gì đây? Tôi tên trùng sò. Tuyên bố top 1. Ai chà chà. Mạnh miệng đấy. Hơi mạnh miệng. Hiện tại anh ta khá là say nhưng mà đứng vị trí top 2 với 88 máu. Cho xin cái hẹn. Cho xin cái hẹn. Sen à? Ủa. Leona 3 cơ. Quý y. Hiện tại là giao ban của mình tăng được 120% tốc độ đánh rồi. Chỉ cần là Java van nó giơ cái cờ lên một phát thôi là con sai da của mình nó phi lông như hắc luôn, tiểu lý phi lông luôn mà, phi như thằng nghiện luôn mà. Chút nữa cho anh em xem nào. Nào đây đúng không, thủy bố top 1 đúng không? Trời ơi, sai da mới một tên này mà tuyên bố top 1 hơi sớm quá nha. Hơi sớm quá.
Úi sổi hồi top 1 của chúng tôi. Rớt xuống đứng vị ngay vị trí top 4 liền anh em. Mình thì đã đặt chân lên cái vị trí của ông ấy. Top 2. Top 1 chưa nãy giờ. Chưa thua trận nào à? Kinh đấy. Ui chỉ có một cái gậy quả gỗ thôi. Không biết là ai có lấy hay không. Duy nhất, một cái duy nhất. Mất mất rồi. À Shiba. Vậy chắc là mình sẽ lấy cái BF để có thể cho xây ra của chúng ta một cái trang bị vô cực kiếm hoặc là giáp thiên thần. Không thì những trang bị thủ cũng là ok. Ok con dê. Mà hơi tiếc là mình bị lấy mất cái gậy khóa cổ nhá. Đâu em giáp thiên thần. Chờ đợi vô kiếm thì có vẻ hơi chần chừ, hơi lâu quá. Mình giấu đi, sợ mấy ông check map ông lấy đồ mình phải giấu đồ đi được. Mẹ. Nhưng mà hiện tại là mình đang chơi cái vũ trụ nhiều đồ ấy. Kho nhỉ. Kho báu. Cho nên là chút nữa mong là sẽ rớt ra thật là nhiều đồ. Ở trong đấy thì có gậy khóa cổ. Ui anh em thấy xe da của mình không? Tuy là nó bị mù đấy nhưng mà nó xỉa rất là đau. Hiện tại là mình đang có hai cái con 2 sao rồi. Hai con 3 sao rồi chứ. Giờ là mình cũng đang muốn lên thêm cái con Javan này. Sen hay là Rakan nữa cũng được. Chắc là mình sẽ tích tiền và sẽ roll ở cái cấp độ 5 nhá. Kellen. Ai, hơi khó nha. Rồi là còn hai phiên đi chợ nữa. Chút nữa là mình rơi ra thêm một cái gậy. Đi chợ lấy thêm một cái gậy. Và ăn quái cuối cùng là rớt thêm một cái gậy nữa. Thế là binh. Thế là mong muốn của mình. Không biết là có được hay không. Chúng ta phải chờ vào thử vận may vậy. Best. Wow. Ôi chơi hắc tinh à. Mật thám à. À hôm nay chơi chắc là chơi hắc tinh ấy. Hắc tinh mật thám. Ủa. Hắc tinh mật thám của chúng tôi. Anh em có thể chơi hắc tinh cũng là một trong những cái đội hình mà cũng đang rất là khỏe. Nhưng mà anh em sẽ dồn đồ cho kiểu một cái con như là Sako. Và mình bữa nay mình không thích Sako lắm đâu. Sako bị nép yếu quá rồi. Anh có thể dồn đồ cho dị hin, cho lắc hay là cho mao đơ cũng được đấy. Mình nghĩ là những cái lựa chọn đấy thì nó ổn hơn, tại vì cứ mỗi một cái phiên bản cập nhật nào đấy thì Sako nó lại bị nép. Cho nên là bây giờ là sự lựa chọn anh em dựa vào những cái vị tướng khác nhá. Ôi, ôi, không có cậy khóa cổ rồi. Con ơi. Giờ tôi biết phải làm sao. Hai click. Vẫn chưa lên được cấp 8. Một cái áo choàng gai vậy. Và một cái Java này. Hai con Rakan. Rồi. Xem giờ này thắng hay thua. Thua thì mình sẽ bán dích. Còn thắng thì giữ nguyên. Đây nhất đầu thế giới phết đấy. Ok chắc là win. Chắc là win. Này thì top 1 của chúng tôi. Điều mà cái trận đấu này là chưa ai làm được, đó chính là kích bại top 1. Mình chính là người đầu tiên có thể tiêu diệt được cái ông top 1 này. Nó là vinh dự đúng không anh em?
kết lên. Để cho mày luôn nhá. 20% sức mạnh kỹ năng nữa. 143% à. Hôm nay cũng đang đủ đợn xây ra này, xây ra kiếm khách. Không xây ra vũ trụ giống mình. Ông nào mà xây ra vũ trụ giống mình là solo là coi chừng luôn. Tại vì mặt hàng xây ra này nó cũng có nhiều nhá anh em. Có nhiều. Hai ông lên 3 sao cũng được. Mặt hàng quá nhiều. Tuyên bố thất một, mẹ ông này cái hơi kinh nhở. Cái kinh đấy. Hiện tại anh ta đang đứng ở vị trí top 3. Xin giao. Kết lên này. Lên được thì nó cũng nó bảo với mình là nó cũng muốn cống hiến. Cho nên mình cũng từ chối tình cảm của nó thì cũng không hay đúng không anh em? Con kết lên này này. Đấy. Xin cho nó đẹp độ hình vậy. Thằng nào tuyên bố top 1 ra đây. Như là thằng này đúng không? Thằng này thì gặp bản sao này. Ông này chắc luôn cái ông. Tôi tên Trùm Sò này. Trùm Sò. Đây kiểu sò lông rồi. Sò lông. Ai ạ, bướm à? Ôi. Xin nhanh. Ui bị à, giải giới rồi. Tại sao vậy? Tại sao mình có thể thua một cách dễ dàng như thế? Có con Gray này. Làm ơn đừng ai lấy mà. Là hết đồ xịn đi. Để cho tôi con Gray một vàng thôi cũng được. Rồi, đấy là mình. Yes. Ok. Tuyệt vời rồi đấy. 5 kiếm khách. 5 kiếm khách. Không đùa được rồi. Không đùa được rồi. Những con xây ra của cái phá kiếm anh em cái giải giới ấy. Cho nên là cay. Javan, em ở đâu? Giờ là mình tìm Javan ở cấp 5 này thôi anh em, chuyển lên cấp 6 là hơi khó đấy. Một cái phong kiếm, một cái huyết kiếm. Bây giờ là 195% rồi. Javan 2 sao mà nó gần như là 3 sao rồi. Ai chà, phít 2 rồi. Phía thai là cũng có gì này nọ lọ chai đấy. Rất tinh thần luôn. Ui 6 chấm tốc độ đánh. Anh em thấy kinh không? Con xây ra ấy là cái skill của nó. Cũng là cái skill tăng tốc độ đánh rồi. Kết hợp với cả Javan tăng 200% nữa. Ví dụ đang 6 chấm đúng không? Tăng 100% nữa là 12. 100% nữa là 18. Nó thật là như thế không? Khi ông ấy nhở. Cho cái lin vào. Bị cấn mất à. Thì cũng đang muốn mạ vàng thêm con sa sinh ra rồi nữa. Mạ vàng thêm sinh ra. À, nó ra can thì nó nhiều tầm đánh cho nên mình sẽ cho nó ở phía đằng sau. Rồi, chắc là ông này tạm dừng cuộc chơi ở đây rồi. Xây ra đồ fake. Mình là xây ra hàng hiệu đây. Ok, GG. Hát tình. Bye bye. Thế là mình nên xây ra 3 rồi. Ủa. Ông này đa rượt 3 à? Căng ấy nhở.
Giai đoạn 3 là có vẻ hơi nguy hiểm đấy. Rồi. Xin giao. AC. Ra một con đấy đi. Trời ơi, ra một con Rakan nữa thì nó lại chuyển bài nữa nó. Hiện tại là mình không muốn sử dụng cái Nico này nha anh em. Cái Nico này ấy là mình sử dụng khi mà Ron nó không ra nữa. Ron mà không ra cái thằng nào nữa ấy, mà lại hết tiền rồi. Đó, mình sẽ sử dụng đến sự trợ giúp của Nico. Ui, xong rồi, chỉ có thêm một cái gậy nữa thôi. Vậy là kèo khó rồi. Khó để có thể lên được cái ra ban 3 mũ rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội. Đôi anh em biết cơ hội ở đây là gì. Mình sẽ lắp cho cái quyền năng khổng lồ à. Một cái giáp thiên thần à. Giáp thần cho Rakan. Một cái thông đạo cho Rakan luôn. Ui nhưng mà mình có vẻ hơi sai con mẹ rồi. Rakan tự nhiên lắp cho nó giáp thiên thần rồi lại cứ còn thông đạo nữa chết. Tại vì mình thấy là con Zaban nó 3 sao ấy. Thế vậy cho mẹ Vira. Zaban là con Rakan của mình nó giáp thiên thần cho nên là lâu để bỏ lắm. Hơi sai chỗ đỉnh nhưng mà không sao. Mình sẽ sửa sai. Java nè. Giờ là mình sẽ mạo bằng thêm Javan, Caitlyn, Sen. Vậy là 2, 4, 6 con mạo vàng rồi đúng không? Mạo vàng thêm một cái con Xin Dao nữa này. Đấy, 7 con luôn. Trời lớn nhá anh em xem luôn. Rồi Zenix đồ chuẩn đấy nhở. Đây Javan của mình 195. Mong là chút nữa đi chợ là có rớt cái mũ phù thủy hoặc là ăn quái. Không thì chúng ta phải chờ đợi ở cái round 6 chấm thì mới có được những cái trang bị lẻ. Rồi sao ông xin top 1 tạm dừng cuộc chơi rồi. Xin top 1 hơi sớm. Có kết liên. Bắn tạm con AC nhá. Xin dao này. Ok. Bình tĩnh. Hắc tinh. Không phải chắc là khéo đi luôn rồi. Con thay dao của mình bá lắm. Thay dao này kết hợp với cái giá van thì đúng bài luôn đấy anh em. Nhưng mà hắc tinh chắc là cũng không phải dạng vừa. Mình còn có thêm cả Rakan 3 nữa thì rất là nhiều khống chế. Ui, không có hàng xịn rồi. Có kiếm khách nhân tạo. Chắc là mình sẽ lấy bốc đồ đi. Kiếm khách nhân tạo thì bây giờ thì cũng đã có đủ rồi. Không thêm không bớt được con nào cả. Lấy bốc đồ cho đại con khác. Ra van 3 luôn này. Bình luôn. Xin Dao. Nico. AC. Caitlyn 3 luôn. Cho mẹ Fira 3 này. Cho nó tanh trâu. Đây nha. Xếp nó tụ 5, tụ 7 lại cho nó đẹp. Ê, ông này có phong kiếm này. Kiếm khách thời không đúng không? Càng càng. Xem ra ban của mình. Choeng. Ôi. Ông này có cái giải giới.
Khỏe đấy. Không xong rồi. Mình bị thua ông này rồi. Thua một cú khá là đậm. Này thì Nico luôn đi. Ui Nico 2 luôn. Đều như mắt tranh như này. Cho này ở đây. Ra van 3 mũ. Ai à, hôm nay bắt nhiều AC quá. Nếu vậy thì mình cũng khó lắm có thể lên AC 3 rồi. Theo đấy mình sẽ chơi thêm cả Nico 3 nữa nha anh em. 2, 4, 5 tướng mạ vàng rồi. Ui, Blitz đầu thế giới kìa. Hôm nay đang tính chơi công tạc đây. Nhưng mà có Rakan xịt bằng tia laser luôn cơ. Hôm nay cũng khỏe. Nhìn nó né kìa. À, còn Sen. Ui. Hôm nay bụi trụ Darius này. Ổ lên đồng luôn. Nhưng mà khi mà mình có xây ra như thế này thì có cả huyết kiếm nữa cơ. Chơi nó khỏe lắm. Đấy, vừa có vũ trụ lại vừa có huyết kiếm thì binh nó. Ui, ba đồ. Mà không có đồ nào là có hàng cả anh em. Có mũ phù thủy. Vậy là một con xin dao đã lấy xin dao 3. Vậy là mình mạ vàng thêm cả con Nico luôn nha anh em. À nhưng mà chưa có sen đúng không? Ừ. Có vẻ như là sen không ra. Còn sen hơi đáng tiếc. Sen ơi là sen. Wow. Ui xin ra 3 luôn. Không chơi nha anh em. Rồi nó tự ra AC. Giờ mình bỏ sen đi à. Nó xin ra vào. Chúng ta có 3 vũ trụ rồi và 3 hộ vệ. Mất đi 3 kiếm khách hơi phí. Phí phạm vào đồng. Cái này mình sẽ cho Rakan. Cho nó xài skill sớm. Bàn tay công lý cho Caitlyn vậy. Anh ơi bị xem con Caitlyn này. Nó bắn này. Ai bị hấp tung mất rồi. Ui bị kéo. Ông này bét Blitz rồi. Blitz siêu kéo à. Siêu kéo với chúng tôi. Mà cái lead của mình nó vẫn sống nhăn răng như này. Phải lead đấy. Ôi sắp sen 3. Bởi sao roll hoài không thấy sen. Roll hoài, roll hoài, roll hoài. Oh, sip 3. Ông này ghê ấy. Ông này bad Blitz mình không sợ. Blitz nhiều không chế đó. Giờ mình cho 4 hộ vệ vào cũng được ấy. Nhưng mà con xây ra của mình nó không có kiếm khách, nó hơi Sida chút đỉnh. Đấy, anh bị xem cái tốc độ đánh này. Hơi bị ghê đấy. Bây giờ mình chỉ có hai cái ấy thôi đây. À, bị ấy mất rồi. Xảy ra nó vẫn xịt như lên đầu. Ok. Vẫn thua ông này ạ. À. Mẹ ông này đội hình kinh vậy. Sắp lên cây le 3 à. Nico này. Cho xin ra vào. Thế là mình một con Nico nữa là lên Nico 3 luôn đấy. Bởi vì mình đang có hai con Nico ở ngoài. Thế là sao nhỉ? Ừ đúng rồi. Tại vì có trợ giúp, hai cái trợ giúp Nico ở ngoài. Đấy. Tiếc là rằng là cái trận này nó không lên được Sen 3, hơi đáng tiếc đúng không anh em? Sen 3 thì nó trâu cực kỳ ạ. Cho mày cái áo Fibra đi. Cái áo thoải mái. Ồ, nhìn con Caitlyn nó bắn gãy cái tay luôn.
Em đánh nhau ác quá. Gậy quá gỗ. Đây rồi. Bây giờ thì chúng ta đã có một cái gậy quá gỗ cuối cùng. Ok. Giờ mình sẽ lắp thêm một cái mũ phù thủy cho con Darius này nữa. Đã đến lúc rồi. Mình đã chờ cái khoảnh khắc này rất là lâu rồi anh em ạ. Nice. Tăng 400% tốc độ đánh. Giờ là mình sẽ lên cấp 8 và sau đó cho thêm một Nico vào. Có phải hai cái phong kiếm luôn. Vậy chơi khắm vậy. Mình chỉ chơi all in luôn. Chơi hơi cục xúc nhau mà. Rồi. Ui hôm nay kéo. Gặp ngay Fiora đồ thế giới ạ. Mấy ông kia gặp bản sao của mình hay là gặp của Name of the gì đây. Nhưng mà là thắng luôn nha. Tôi Nico 3 nữa mà. Rồi xong rồi. Ờ cứ tưởng là thắng luôn. May quá. Nico không? Không có Nico thôi. Từ từ. Mình sợ ông này hất tung mấy cái nhân vật chính quá. Một chút nữa phải bình tĩnh một chút. Rồi những cái vị trí quan trọng. Đây. Rồi. Nãy giờ mình thua, vẫn thua cái đội hình của ông này mà. Hát tục xin ra với cả sen à. Cũng được. Ui anh em xem có kết ly nó bắn kìa. Ui nhìn kìa. Ui what. Bắn như bị giật điện. Có Nico không? Có Nico luôn. Nhưng mà ông này chắc là không trụ được rồi. Ok. Ui. Rồi. Mình xài Nico cho Nico nữa là lên mà xào rồi nha anh em. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Nếu thấy hay thì anh em hãy đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới ạ. Tới với anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ.